Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Mình là Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây thì trải những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem riêng với mình qua trang Facebook Chiêm Tinh Cổ Học hoặc Instagram nhé. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này. Rồi, thì như các bạn thấy đây là nến mới, được chưa? Nên là hôm nay mình rất sợ thắp cái loại nến nhỏ nhỏ này, bởi vì mình đã bị dính phốt với nó một lần. Nhưng mà cũng rất cảm ơn mọi người đã chia sẻ những cái bí quyết, những cái phương pháp để bỏ sáp nến ra khỏi thảm. Mình thì chưa thử nhưng mình đã lưu lại rồi, và mình sẽ thử từ từ từng phương pháp một để xem phương pháp nào nó hiệu nghiệm nhất, rồi mình sẽ nói cho các bạn nhé. Hiện tại thì mình nghĩ chắc là mình sẽ dùng máy sấy hoặc bàn là đi, bởi vì mình không muốn nhúng nước vào thảm của mình, sợ là nó hỏng thảm á, hoặc là nó bị tuột trôi hết cả lông. Thế vì mình rất sợ là hỏng cả cái thảm đấy. Bây giờ có thể là đang yên đang lành thì chỉ hỏng, gọi là chỉ bị một chỗ nhỏ thôi, nhưng bây giờ khi mà mình sửa thì có khi nó lại bị toang ra thành chỗ lớn. Nói chung là với một đứa hậu đậu và vụng về như mình thì mình rất sợ những thứ nó khó khăn về mặt vật chất, thể chất, tay chân như thế. Đấy, các bạn cứ khen tay mình, nhưng thật ra mình vụng về là mình chẳng khéo tay gì cả. Tay đẹp có để làm gì đâu khi mà vụng về hả các bạn. Ok, thôi thì xàm xàm thế thôi. Bây giờ quay lại chủ đề chính của ngày hôm nay, đó là bạn hơn người khác ở điểm nào. Tại sao mình lại làm chủ đề này? Bởi vì chủ đề này chủ yếu là dành cho những bạn mà chưa thật sự hiểu bản thân, chưa thật sự biết là mình giỏi cái gì và kém cái gì. Thì video này sẽ giúp các bạn tìm hiểu bản thân, đồng thời đưa ra cho các bạn cái định hướng mà các bạn phải làm, cần phải làm để phát huy tối đa cái khả năng, cái năng lực của các bạn nhé. Và nếu được thì mình sẽ đọc từ bài xem cái thông điệp nói cho bạn là liệu bạn có đang bị gọi là vì lý do gì đó mà cái khả năng của bạn không được phát huy không? Do người khác hay là do bạn? Nói chung là có thông điệp gì thì mình sẽ đọc. Và như thường lệ lại có 3 tụ bài, hôm nay lại cho các bạn ăn kẹo ngập răng đi. Số tụ số 1 là kẹo màu vàng, tụ số 2 là kẹo màu đỏ, tụ số 3 là kẹo màu xanh lá. Các bạn hãy chọn tụ nào mà các bạn bị thu hút nhất ngay bởi lần nhìn đầu tiên, và có thể chọn nhiều hơn một tụ. Mình nhắc lại nhé, tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Sau khi chọn xong, mình xin phép được bắt đầu vào tụ 1 luôn. Bạn hơn người khác ở điểm nào? Ok. Hello các bạn, tụ 1 các bạn. Tụ 1 là những người thích ăn kẹo màu vàng. Để đâu cho đỡ cháy. Để đây nhá. Đây, và bây giờ mình sẽ bắt đầu trả bài cho các bạn. Hôm nay mình sẽ sử dụng bài mặt trăng. Mình bị nghiện bài mặt trăng rồi vì nó rất là đẹp. Và bài đầu lâu nhá. Lâu lắm không cho đầu lâu ra trận. Bài mặt trăng này. Lý do vì sao? À nhầm, không phải lý do. Xem là mình sẽ dùng đầu lâu trước. Thế mạnh của bạn. Bạn hơn người khác ở điểm nào? Sau đó mới đưa ra lời khuyên. Cho các bạn 4 lá này đi. 9 gậy. Các bạn hơn người khác ở điểm nào? Lại 5 gậy này. Các bạn hơn người khác. King of Pentacles. Lại gậy tiếp. 3 lá gậy. Hiệp sĩ gậy. Các bạn này hừng hực lửa đây rồi. Một tụ hừng hực lửa. Bây giờ là 2 lá bài mặt trăng nhá. Mình vừa phát hiện ra một lá bài của mình đang dính sáp nến. Trời đất ơi. Cho mình một chút. Khó chịu ghê, mình cậy nốt. hết rồi. Bây giờ lời khuyên dành cho các bạn tụ 1. Liệu các bạn có nhận ra cái tài năng này của mình hay không? Và làm thế nào để phát huy tối đa cái tài năng của mình nhá. Nào.
Lại ấy à? Thêm lá nữa đi. Thêm một lá nữa đi. Tại mình muốn bóc được lá mới. Những cái lá này nó đã xuất hiện rồi. Rất là buồn. Đây. Đây rồi. Trăng cố định à? Để đâu cho các bạn cùng nhìn đấy nhờ. Làm ơn đừng cháy bài của tôi. Đây được chưa? Rồi rồi. Fix moon là trăng cố định á. Các bạn nào hiểu rõ về ngôn ngữ mặt trăng thì có thể comment mình để mình biết nhá. Fix moon là gì? Mình chỉ biết fix là cố định thôi. Thế này, các bạn tụ mà một á là mình tự tin. Cái thứ mà các bạn hơn người là cái khả năng thực hiện một cái công việc nào đó. Bạn có tầm nhìn, trước hết là như thế, mình có tầm nhìn nhá. Và mình như thế này, bạn có cái khả năng tự lập để tự hoàn thành một cái công việc nào đó mà không cần quá nhiều sự giúp đỡ từ bên ngoài. Bạn là một người tương đối thực tế, chứ không chỉ là một cái mộng mơ. Kể cả khi các bạn có mộng mơ thì các bạn có khả năng để biến cái ước mơ đấy của mình thành hiện thực bằng cách chăm chỉ làm việc cần cù, mỗi ngày là một tí một tí. Chứ bạn không hề có những cái giấc mơ nó phù phiếm, những cái mơ mộng nó gần như không đạt được nhá. Mà bạn, ước mơ của bạn nó rất thực tế, rất thực tế nhưng mà lại rất xa. Tức là ví dụ bạn không có mơ như kiểu là một ngày nào đấy mình sẽ trở thành nổi tiếng như mình sẽ trở thành Tổng thống Mỹ. Bạn không có những ước mơ nó phù phiếm như thế. Tại sao mình lại nói bạn trở thành Tổng thống Mỹ nó lại phù phiếm? Bởi vì bạn là quốc tịch Việt Nam. Thế thôi. Nó rất là phù phiếm ở chỗ đó. Nhưng mà nếu bạn bảo là một ngày nào đó mình sẽ làm chủ tịch Quốc hội Việt Nam chẳng hạn, thì cái ước mơ đó nó gần có thể có khả năng thực hiện dễ dàng hơn. Nhưng kể cả khi bạn ước mơ thế nào thì bạn luôn luôn biết được, không phải là ước mơ một cách xa vời đâu, mà bạn biết được là khả năng của mình có thể đạt được điều đó, nên bạn mới bắt đầu có những ước mơ như thế. Tham vọng trong công việc thì là người tham vọng, được chưa nào? Cảm giác là cái trực giác của mình rất là nhạy, cái tầm nhìn của mình rất là nhạy, mình có khả năng nhìn xa trông rộng. Thì nếu mà mình làm lãnh đạo cũng rất ok. Mình làm lãnh đạo thì cũng rất là ok. Đó, nhưng mà cái mỗi tội là cái style, cái phong cách lãnh đạo của mình không được lòng bàn dân thiên hạ cho lắm. Vì đôi khi là mình phóng nhanh vượt ẩu quá mà bàn dân thiên hạ không theo được mình, không theo kịp mình. Mình là một người rất là năng suất, mình có thể cắt giảm giờ ngủ, mỗi ngày ngủ 4 đến 5 tiếng chỉ để hoàn thành công việc hết mức có thể. Nhưng các thành viên trong nhóm đâu có làm được vậy. Đâu phải ai cũng có khả năng cắt giảm giờ ngủ giống bạn đâu. Thì thứ mà các bạn hơn người đấy chính là cái khả năng tự tin, khả năng lãnh đạo, cái tầm nhìn xa trông rộng, cái thực tế, cái khả năng thực tế của mình. Mình không bị mơ mộng quá đà. Mình có những ước mơ nhưng ước mơ này nó rất là thực tế. Một con người thực tế ha. Và lời khuyên duy nhất dành cho bạn đó là có thể là cái phong cách lãnh đạo của mình không được lòng mọi người thôi, thì mình cố gắng mình gọi nhường nhịn mọi người một chút, là mình chịu khó lắng nghe những người làm cùng mình một chút. Bởi vì nếu bạn muốn tiến nhanh thì bạn đi một mình, nhưng bạn muốn tiến xa thì bạn nên đi cùng người khác nhá. Thế nên nếu bạn đã quyết định là mình sẽ làm việc theo nhóm thì hãy trân trọng công sức của cả nhóm. Dù bạn là cái đầu đi nữa, nhưng cứ nghĩ xem một người mà bị mất hết cả tay chân, toàn bộ phận đoàn thể, thì cái đầu cũng có sống được đâu. Dĩ nhiên là cái đầu có mất đi thì cái thân không sống được. Nói chung đây là cái sự phụ thuộc lẫn nhau. Ok, mình đã làm phụ thuộc lẫn nhau thì mình phải biết nhường nhịn và chia sẻ, quan tâm, lắng nghe. Ok chưa nào? Thì để các bạn này phát huy tối đa tài năng, năng lực của mình đi. Mình thấy các bạn cứ làm tiếp đi. Những gì các bạn đang làm là phù hợp, là hợp lý rồi.
Bởi vì các bạn này không chỉ tự tin đâu mà còn biết rất rõ về bản thân họ, về bản thân các bạn. Các bạn có cái sự hiểu biết tương đối ổn về bản thân mình chứ không mông lung. Các bạn này không bị mông lung nhá. Thế nên là trải bài này chỉ nói để cho các bạn biết thôi, chứ không có đưa ra được nhiều lời khuyên làm thế nào để bạn phát huy tài năng đâu. Bởi vốn là các bạn đã biết phải làm gì rồi. Như kiểu nó là ADN, nó là gen của các bạn, sinh ra các bạn đã biết mình phải làm gì rồi á. Thật là đáng ghen tị quá đi. Thế nhá. Ok. À mình quên chưa nói mấy cái lá này. Fixed moon để mình tra từ điển cho nghĩa cái nghĩa chuẩn của nó là gì. Sao lại có thể là trăng à? Fixed moon. Trăng bất biến à? Là sao ta? Mặt trăng cố định à? Là sao? Mình không rõ lắm. Nhưng ý nghĩa thông điệp của lá bài nó là cái vision, cái tầm nhìn của bạn ấy. Bạn có nó, mình rất là tôn trọng, rất là kiểu trân trọng cái tầm nhìn đó, và hãy phát huy nó khi mà có thể. Tiếp theo là cái câu trả lời đến bạn cần đến từ bên trong. Cái này lại là một thông điệp liên quan đến cái tầm nhìn, đến cái trực giác của bạn thôi. Đấy, trực giác mình mạnh, mình biết thì hãy phát huy. Và cái tiếp và thông điệp cuối cùng đó là mang tình yêu vào trong mọi tình huống. Thì cái thông điệp này phù hợp với việc là bạn hãy biết lắng nghe, chia sẻ, quan tâm đến những thành viên trong nhóm nhiều hơn. Ok chưa nào? Ok, chắc là mình sẽ dừng thông điệp cho các bạn tụ một tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ mình. Các bạn này, mình có một cái linh cảm rất mạnh là sau này các bạn này sẽ giàu. Sẽ là đứng kiểu CEO thuộc hàng top trong cái lĩnh vực mà các bạn chọn. Ok. Sau khi nghe ok. Nói chung mình sẽ dừng tụ bài đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ nhá. Bye bye CEO tương lai. Xin chào các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người chọn kẹo màu đỏ. Và đây là trải bài của các bạn cho phần câu hỏi là bạn hơn người khác ở điểm nào? Bạn hơn người khác ở điểm nào? Liệu bạn có nhận ra là mình hơn người khác như thế hay không? Làm thế nào để phát huy tối đa năng lực của bạn? Hoặc là có điều gì cần lưu ý cho bạn hay không? Nhá. Rồi, bài Tarot đầu lâu mình sẽ rút cho bạn 4 lá đi. Các bạn có Queen of Pentacles, Nữ hoàng xu, Wow, Tower. Two of Pentacles và Six of Cups. Hôm nay cháu mình ngủ dậy hơi sớm nên là cũng hơi ồn ào. Các bạn tụ hai thông cảm nha. Rồi bây giờ sẽ cho các bạn hai lá bài mặt trăng đi. Đấy. Hai lá bài thông điệp của mặt trăng. Mình chỉ muốn rút là những lá mà trước giờ chưa rút thôi. Làm nào để biết nhỉ? Đây, chữ giữa, chữ yes, mutable, trăng biến đổi. Mình hiểu rồi. Fixed moon là trăng cố định á. Có nghĩa là trong 12 cung hoàng đạo thì sẽ chia ra làm 3 nhóm. Nhóm cố định, nhóm biến đổi và nhóm thống lĩnh. Thì đây là trăng cố định. Hiểu. Còn đây là trăng biến đổi. Ai gửi. Giờ thì mình đã hiểu. Mình không hiểu mới được trăng biến đổi là gì. Nghĩa là nó phụ thuộc vào mấy cái nhóm của cung hoàng đạo á. Lại mặt trăng New Moon ở Leo. Acha Leo. Và Waxing Moon là gì? Chà. Mình lại phải tra từ điển rồi. Mình không biết Waxing Moon là gì. The energy is gaining momentum. Momentum là động lượng, động lực. Waxing Moon đã đi. Mạng hơi mặt trăng sáp à? Ok. Mặt trăng sáp là sao? Lại sắp nến đấy hả? Thôi được rồi, mình cứ diễn giải bài đã. Không các bạn lại thấy mình mất thời gian của các bạn. Thế này, các bạn này á, các bạn tụ hai, các bạn thế mạnh của các bạn đó là cái khả năng linh hoạt, cái sự linh hoạt đi.
Mình biết cách lượn à, lắt léo giống dòng nước ấy. Dòng nước có thể biến đổi ở mọi trạng thái đúng không? Dòng nước không có bị cố định ở một trạng thái nhất định mà là có khả năng biến đổi cao. Thì các bạn là kiểu như vậy, cảm giác như không gì có thể chặn được các bạn, không gì có thể ngừng các bạn một cách hoàn toàn, và ai đấy muốn ngừng các bạn lại thì các bạn luôn tìm một cái cách nào đấy đó, một cách nào khác để đạt được những gì mình muốn. Lươn lẹo, hơi lươn lẹo một chút do thật ra thì nó là thế này, nó là linh hoạt, nó là sự biến đổi, nhưng nếu các bạn lạm dụng cái khả năng của mình thì nó sẽ biến thành lươn lẹo và khôn vặt. Ok. Đó, nhưng mà cái thứ mà các bạn hơn người á, đó chính là cái sự linh hoạt, cái sự biến đổi không ngừng trong tâm trí của các bạn. Và các bạn luôn nghĩ ra được cái hướng giải quyết nhanh nhất. Các bạn rất là nhanh trí nữa. Thậm chí là hài hước nhá. Mình cảm thấy là cái thứ mà các bạn hơn người khác đó chính là cái bộ não nhanh nhạy của mình, nhạy bén của mình. Nếu mà đặt vào một tình huống mà yêu cầu các bạn phải phải thế nào nhỉ? Phải đưa ra quyết định nhanh chóng thì bạn làm rất là tốt. Một tình huống hiểm nghèo mà bảo bạn phải nhanh nhanh chóng chóng nghĩ ra cách giải quyết thì cực kỳ ok luôn. Mình không hiểu rõ lá này lắm. Từ từ tí nữa mình sẽ xem mấy cho cái lá này. Cho lá này của các bạn. Xem quyển hướng dẫn. Đại loại là các bạn có cái năng lượng như thế, năng lượng của cái sự thông thái, không phải thông thái mà là thông minh. Đây là năng lượng của thủy tinh, rất là thông minh nhưng mà rất là nhanh. Thì có lời khuyên dành cho các bạn thì chỉ là tính cách này thật ra không phải nhiều người thích đâu. Nhiều người sẽ không thích cái kiểu kiểu này của bạn vì nhiều người cho rằng đây là kiểu khôn vặt. Họ thì thích kiểu khôn ngoan, nó chậm rãi hơn một chút, chứ không phải cái kiểu khôn khéo như thế này. Đấy, thế nên mình nhắc thế thôi để bạn biết là không phải ai cũng thích mình, không phải ai cũng trân trọng cái năng lực của mình. Nhưng mà kệ thôi. Miễn là các bạn không làm điều xấu và không làm tổn thương đến người khác là được. Các bạn này có cái tâm hồn rất là kiểu ngây thơ, có gì đấy, có trẻ con á. Trẻ con theo hướng tốt ý. Thì bây giờ mình sẽ đọc các thông điệp từ các lá bài mặt trăng. Cái trăng non ở sư tử, sự tự tin là chìa khóa cho thành công. Mình nghĩ là các bạn này đã đủ tự tin rồi. Các bạn này cũng giống các bạn tụ một ở chỗ là tự tin. Thế này nhá, nếu mà làm trong một cái công ty thì tụ một sẽ là leader, lãnh đạo, trưởng phòng, trưởng nhóm, và các bạn này sẽ là người nghĩ kế, gọi là gì, quân sư à. Đấy. Và cái gì, thông điệp tiếp theo, trăng biến đổi này, không gì là cố định cả. Không gì là cố định cả đối với các bạn, thứ gì cũng có thể biến đổi, thứ gì cũng có thể lách luật được. Lách luật. Và lá cuối cùng, energy is gaining momentum. Mình không hiểu ý nghĩa lá này lắm. Nhìn, à đây này, trời ơi. Trong quyển hướng dẫn nó có hết này. Oh, new moon, waxing crescent moon. Waxing moon là moon mà nó đang waxing moon là moon đang sau, ngay sau phần new moon thôi. Đang moving. Ok. Mình lười đọc mấy cái này lắm cơ. Moon phase card, new moon này, waxing crescent moon, first quarter moon ribbon moon, full moon disseminating, third quarter basic new moon card, new moon in Aries. Sorry các bạn, hơi mất thời gian các bạn một chút. Các bạn thể tua nhanh phần này, special new moon, full moon, đây rồi. Hiểu sao thế thôi, chỉ cần đọc thế thôi mình hiểu. Tức là ấy, thêm một cái lời khuyên nữa dành cho các bạn tụ hai.
đó là bởi vì các bạn biến đổi không ngừng nên đôi khi các bạn hơi bị thiếu nhất quán trong một cái dự định, một cái mục tiêu mà các bạn đặt ra. Thế nên lời khuyên từ bài đó là đặt từ quyết định làm một cái gì đó thì hãy theo đuổi đến cùng, đừng có mà lúc dễ hướng này, lúc dễ hướng kia, lúc dễ hướng này, lúc dễ hướng kia thì còn lâu các bạn mới đến đích, được chưa nào? Kiên trì một chút, các bạn này nên học tập cái sự kiên trì và bền bỉ của các bạn tụ một. Đó là lý do vì sao mình bảo đây nên làm quân sư thôi. Còn cái người đưa ra quyết định là người lãnh đạo ấy thì nên là các bạn tụ một. Nhưng mà chẳng sao. Cái sự biến đổi, cái biến hóa không ngừng của các bạn cũng mang đến những cái màu sắc thú vị cho cuộc sống. Mỗi người sẽ đem góp một cái phần năng lực của mình vào vào giá trị lớn của tập thể. Nên ai cũng là cần thiết cả. Ok chưa nào? Ok nha. Bye bye các bạn tụ hai. Chắc là mình đã xong thông điệp cho các bạn tụ hai rồi. Nên là chắc mình sẽ dừng trả bài tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ mình. Các bạn đang định bảo các bạn ăn kẹo, thử kẹo này đi, ngon lắm. Ok. Bye bye các bạn. Xin chào tụ ba. Tụ ba là kẹo màu xanh lá cây. Tiramisu. Đây là trả bài của các bạn cho câu hỏi là điểm mạnh. À đâu, không phải điểm mạnh. Bạn hơn người khác ở điểm nào? Mình sẽ sử dụng bài Tarot đầu lâu và bài Oracle mặt trăng cho trả bài lần này. Mình sẽ rút 4 lá bài đầu lâu và 3 lá bài mặt trăng. Hermit. Hai kiếm. Page of Pentacles và Strength. Ok. Các bạn này, cái điểm mạnh của các bạn á, của các bạn tụ ba có gì đấy, nó hơi đơn độc. Nó hơi đơn độc. Khá là đơn độc. Nhưng là lại thiếu tự tin vào bản thân. Mình sẽ rút 3 lá bài. 3 lá bài mặt trăng. New Moon là trăng trăng mới, trăng non á. Wow. Khi nào bóp được năng lượng của thần nông là mình phải wow một cái. Virgo. Lá bài Hermit. The Hermit cũng tượng trưng cho xử nữ và chúng ta lại bóp được trăng non ở xử nữ. Yes. Thế này nha, mình cảm thấy các bạn này á, cái năng lượng nhầm cái điểm mà các bạn hơn người ý, các bạn hơn người đó là cái sự, có thể là cái tầm, cái cách mà các bạn nhìn cuộc sống đi nhá, cái cách mà các bạn nghĩ về cuộc sống. Có thể người khác sẽ nói về bạn là cái ông cụ non, bạn là bà cụ non, vì mình có khả năng quan sát người khác và áp dụng những cái điều mà mình quan sát được đối với cuộc sống của mình. Mình có những cái triết lý riêng của mình và những triết lý đấy nó rất là già dặn. Ví dụ là bạn chỉ có mới có 10, 19, 20 thôi mà bạn suy nghĩ như mà ông già bà già 40, 50 tuổi rồi. Ừ. Mình có những cái triết lý rất là sâu sắc. Ok, thế là tốt. Thế là điều tốt. Bạn nhìn cuộc sống, bạn không bị quá non dại, không quá ngây thơ, bạn nhìn cuộc sống với cái phong cá thái rất là của một vị bậc trưởng lão à. Nhưng mặt trái của nó là bạn khá là tiêu cực, bởi vì mình nhìn được thấy, mình nhìn cái khả năng của mình nhìn sâu, được chưa? Khi bạn tiếp xúc với một người, bạn không tin những gì ở bề nổi của người đó đâu, mà bạn có khả năng nhìn sâu được trong tâm hồn người ta, sâu được trong là, ví dụ như là người này tỏ thái độ như thế để làm gì? Người này nói hành động như thế để làm gì? Người này có thật lòng với mình hay không? Cảm giác như bạn nhìn xuyên qua được cái ảo ảnh mà một người đó tạo nên. Bạn nhìn xuyên qua được cái lớp mặt nạ mà một ai đó đeo lên. Đây là một cái khả năng mà mình có thể thấy là con dao hai lưỡi. Bạn vừa biết được ai là cái người bạn thực sự, ai thật lòng với mình. Nhưng đồng thời bạn cũng thấy rất cô đơn vì bạn nhận ra hầu hết mọi người không ai thật lòng với bạn cả. Bạn thấy được nhiều điều xấu xa của thế giới hơn là những điều tốt đẹp. Thế nên là bạn thà ở một mình còn hơn là ở cạnh những cái con người xấu xí, ở cạnh cái xã hội xấu xí thế này.
Đấy, có thể bây giờ là mình đang có cái tư tưởng nó hơi như thế, hơi tiêu cực như thế. Thế bạn cũng rất là sợ bị tổn thương. Ừ, với kiểu tính cách như này bạn cũng rất là sợ bị tổn thương. Bởi bạn không dễ tin người khác. Bạn không dễ tin người khác, bạn lập ra cho mình một cái rào, hàng rào. Và đặt đề cái biển là không cấm, cấm chúng mày bước qua, được chưa? Hoặc là trong sân có chó. Đấy, thế thì người khác rất hiếm, rất khó để đến được sâu, để tìm hiểu được sâu cái con người của bạn. Nhưng mà nó oái vào một chỗ là bạn tự lập hàng rào ngăn cách mình với người khác, nhưng mà bản thân bạn lại ngước mắt lên trời, ôi tại sao tôi cô đơn đến thế. Ok. Thế nên là mình sẽ đọc các thông điệp đến từ những lá bài mặt trăng để cho các bạn lời khuyên. Đó. Với các bạn này thì các bạn hơn người ở cái chỗ đó là cái khả năng mình nhìn được sâu, sâu và rất là sâu, khả năng đào sâu. Thì trước khi đưa ra lời khuyên thì mình muốn nói là làm thế nào để phát huy tối đa của khả năng này mà không bị ảnh hưởng từ cái sự tiêu cực nó mang lại, thì các bạn nên nên nghiên cứu một cái gì đó nhá, nên dùng cái sức lực và năng lượng của mình, nỗ lực của mình để nghiên cứu một thứ gì đó, thay vì các bạn nghiên cứu con người, được chưa? Thay vì bạn nghiên cứu bạn bè, bố mẹ hay anh chị em của mình thì hãy nghiên cứu một cái chủ đề gì đó sâu, ví dụ như là cái gì mà bạn thích nhỉ? Huyền học chẳng hạn, tarot chẳng hạn, hoặc là nếu bạn thích toán thì mình nghiên cứu toán học. Nhưng cứ nghiên cứu cái gì đấy sâu xa đi. Với các bạn này thì có thể cũng có, với cái khả năng nghiên cứu của mình, có thể học master, học thạc sĩ hoặc tiến sĩ nữa cơ nhá. Có nghĩa là mình phải làm một cái gì đấy cho mình hết năng lượng đi thì mình sẽ không bị nghĩ tiêu cực. Giống các bạn nào mà có nhiều năng lượng cơ thể ấy, thì nếu các bạn không được giải tỏa cái năng lượng cơ thể bằng việc tập gym hay là tập thể dục thì các bạn sẽ đi đánh nhau, đấm người. Để cho mình thì có nhiều năng lượng về mặt trí óc, về mặt não, thì mình dùng cái năng lượng đó để nghiên cứu đi. Chứ còn hơn là mình nghĩ nghĩ tiêu cực cho nhân loại. Thì lời khuyên đến từ các lá bài mặt trăng như sau. Thứ nhất là đây là cái khoảng New Moon in Virgo, trăng non ở xử nữ. Đây là cái thời gian để, đây khoảng thời gian để bạn cho hơn là thời gian để nhận. Đấy, nghĩa là bây giờ mình sống mà mình hơi bị, mình cảm thấy các bạn hơi bị khép kín quá, thì đây là cái thời gian nên ra ngoài và cho mọi người, nói chung cảm nhận cuộc sống, enjoy, tận hưởng cuộc sống, không phải lúc nào cũng khư khư giữ hết mọi thứ cho bản thân. Đại loại như là mình biết các bạn là người hướng nội nhưng mà phải ra ngoài giao tiếp nữa, các bạn hãy cân bằng giữa cái việc ở một mình và việc ở với người khác. Mình cũng là người hướng nội nhưng mà mình không bao giờ để cho bản thân ở một mình quá lâu, vì ở một mình thì sẽ dẫn đến những cái suy nghĩ rất là tiêu cực. Tiếp theo là mặt trăng tròn ở bọ cạp. Đây là cái thời gian để bạn release, để bạn giải tỏa cái sự tiêu cực. Ok, ra ngoài gặp gỡ mọi người đi thì ắt sẽ giải tỏa tiêu cực ấy mà. Tiếp theo là, với các bạn này thì nên bận rộn nữa, làm một cái gì đấy để giữ cho các bạn bận rộn. Đừng có, nếu các bạn nhiều thời gian rảnh quá các bạn sẽ nghĩ nghĩ bậy, nghĩ quẩn nhá. Và chắc chắn với các bạn là một cái sự khởi đầu mới đang đến gần. Nếu các bạn bắt đầu thay đổi thì cuộc sống của các bạn cũng sẽ thay đổi theo hướng tích cực, bởi vì các bạn có được lá cái sự thay đổi, cái sự bắt đầu mới đang tới. Đây, cái lá New Moon trăng non. Công nhận bộ bài này đẹp thật đấy, ngày mai mình lại sử dụng tiếp vậy. Thế nhá, trong các bạn này cũng thuộc dạng con sói cô độc đây mà. Các bạn tụ bang nghe xong thì mình mong các bạn sẽ có cái sự thay đổi tích cực cho bản thân. Các bạn này là kiểu chỉ cần thay đổi tư duy là cuộc sống của các bạn cũng thay đổi theo ấy mà nhá. Các bạn này là sướng khổ tại tâm, đây chính là kiểu sướng khổ tại tâm. Ok, cảm ơn các bạn tụi ba đã lắng nghe và ủng hộ mình. Mình sẽ dừng video của các bạn tại đây. Bye bye.